Đạo Phật tồn tại và phát triển hai truyền thống Phật giáo. Thứ nhất là Phật giáo Theravada, còn gọi là Phật giáo Nam Truyền hay là Phật giáo Nguyên Thủy. Truyền thống Phật giáo thứ hai là truyền thống Mahayana, còn gọi là Phật giáo Đại Thừa hay là Phật giáo Phát Triển, hay cũng gọi là Phật giáo Bắc Truyền. Truyền thống Nguyên Thủy tức là ngay từ thời Đức Phật còn tại thế thì các vị vẫn giữ nguyên cái hình thái sinh hoạt thời Đức Phật. Cho đến khi Đức Phật qua đời thì các vị vẫn sống theo cái nếp sống Đức Phật dạy, là mỗi ngày đi khất thực, ngủ dưới gốc cây. Và truyền thống Phật giáo Nam Truyền thì có một cái pháp ăn là tam tịnh nhục, có nghĩa là ăn mà không thấy, không nghe, không nghi khi một con vật bị mất, gọi là kiến, văn, nghi. Đi ra ngoài đường khất thực, mọi người cho cái gì thì ăn cái nấy. Nếu mà thấy con vật nó mất vì mình thì cái đó không ăn. Nếu mà cái nghe lỗ tai con vật nó mất vì mình thì cũng không ăn. Và nếu nghi ngờ ai đó chiêu đãi cho mình thì cái thực phẩm đó cũng không ăn. Còn ngày thường đi khất thực, ai cha gì dùng cái đấy, cho nên được gọi là truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy và ăn theo pháp tam tịnh nhục. Còn truyền thống Phật giáo Bắc Truyền là ăn chay, thuần chay và hoàn toàn không có sinh mạng của động vật. Thứ nhất là nuôi dưỡng lòng từ bi. Ai trong chúng ta cũng có tâm từ bi, cái tâm thương người, thương vật, thương đồng loại, thương môi trường, thương hoàn cảnh sống. Và mình chỉ ăn những cái thực phẩm rau củ quả thì nó sẽ giúp nuôi được những cái tâm thiện lành cho mình. Còn mình ăn những cái thực phẩm là những con vật, có khi là mình không có trực tiếp sát hại, nhưng mà ít nhiều nó cũng làm tổn thương đến cái tâm từ bi của mình. Thứ hai là bảo vệ môi trường sống. Mình nghĩ là ăn những cái con động vật nó không có liên quan gì tới môi trường, nhưng mà thực ra hiện nay các nhà khoa học đã nghiên cứu và nhìn thấy được rằng là cái tác hại của cái việc mà nuôi những loài súc vật để đáp ứng cho cái sinh hoạt của con người tác động rất lớn đến môi trường. Và thứ hai là bảo vệ môi trường sống. Và thứ ba đó là bảo vệ sức khỏe của con người. Nói như vậy không phải là ăn chay có sức khỏe mà ăn mặn thì không có. Tất cả đều là có sức khỏe như nhau. Và thậm chí người ta thấy rằng là ăn mặn thì sức khỏe hơn, cường lực hơn. Nhưng mà cái sức khỏe ở đây được hiểu là hiện nay người ta đang có một cái trào lưu để ăn chay, để bảo vệ sức khỏe. Khi mà con vật nó đứng trước cái sự sống chết thì nó tranh giành cái sự sống, thì tâm sân giận nó nổi lên, nó phản ứng lại với cái sự giết chóc. Và ngay trong lúc đó nó tiết ra những cái độc tố, những độc tố của tâm sân giận. Con người mình mà si mê sân giận thì độc tố nó trỗi lên nhiều lắm. Thì đứng trước một cái lễ sống chết thì cái độc tố đó nó trỗi lên của con vật. Và mình vô tình mình ăn, mình cũng đón nhận những độc tố đó luôn. Và nó có tác động đến cái sức khỏe của mình rất nhiều. Điều thứ năm đó là mối tương quan giữa con người với môi trường, với cầm thú là không hề tách rời nhau. Chỉ cần mà mất cân bằng về cuộc sống của con thú, con vật thì ít nhiều nó tác động đến môi trường sống của chúng ta. Chúng ta cần có một cái nhìn cho nó thoáng hơn về góc độ ăn uống để mình hiểu được giá trị của cái việc nuôi thân. Có những người ăn chay thì phải là cái chén phải thuần chay, cái bát phải thuần chay, cái nồi cũng thuần chay. Chúng tôi không có phản bác về vấn đề mà giữ gìn một cách tinh tế, nhưng mà sống trong một cái môi trường, trong một cái cuộc sống mà chúng ta cực đoan quá thì nó sẽ không tốt lắm. Trong một gia đình
mà mỗi ngày ăn mặn, rồi một tháng 4 kỳ 6 kỳ ăn chay, thì ta có thể làm sao rửa chén bát cho thật kỹ để không còn mùi là được rồi, chứ không nhất thiết phải cực đoan. Hoặc là đôi khi nó có những cái bánh bông lan mà nó có một cái trứng ở trong đó, chúng ta cũng đừng quá cực đoan mà chúng ta làm mất đi cái tiệc vui khi mà người ta đến với nhau bằng cái sự trọng thị và đem cái tình cảm ngọt ngào đến với mình. Và để rồi mình thấy được rằng là đúng là ăn chay là nó vẫn thể hiện những cái gì đó tốt đẹp nhất như chúng tôi phân tích. Nhưng mà mình phải hiểu thế này nè, ăn như thế nào để bảo đảm sức khỏe, ăn như thế nào để gọi là tiêu thụ được những dưỡng tố để đi vào nuôi thân thể của mình. Câu chuyện không phải là ăn rau hay là ăn thịt, ăn cá hay là ăn củ quả, ăn trứng hay là ăn các cái loại dây leo, mà vấn đề hấp thụ vào trong cơ thể của chúng ta làm sao đảm bảo được lipid, rotit, rồi các, nói tóm lại là các chất đường, chất tinh bột, rồi chất sữa, chất đạm vân vân, để nó phù hợp với cái thể trạng sống của chúng ta. Người ta nghiên cứu được rằng là cái đậu nành á, cái hàm lượng đạm nó nhiều hơn thịt gà. Và tất cả các loại vitamin á, nằm ở trong rau củ quả đó, là nó nhiều hơn ở trong các cái loại thịt. Và vì vậy người ta ăn để nó bảo đảm được cái sức khỏe của mình. Có một cái trường hợp ăn chay rất cực đoan là ăn tương dưa rau muối đạm bạc để sống qua ngày. Cái điều này nó không phù hợp. Không bao giờ có một cái trí tuệ trong một thân thể bệnh hoạn, không bao giờ có một cái lối sống lành mạnh trong một cái thân thể mà ốm yếu gầy gò. Cho nên ăn như thế nào không làm tổn hại sinh mạng mà vẫn bảo đảm được sức khỏe, trí tuệ, hạnh phúc gia đình, tình thương yêu cuộc sống, đó là cái điều nên ăn. Hiện nay xã hội Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang có một trào lưu ăn chay, ăn rất là phổ biến và ăn gần như là kiểu như là phổ quát ở trong cuộc sống xã hội. Thứ nhất là về đời sống gia đình, một vợ một chồng cùng với vài người con, chúng ta cũng có thể thỏa thuận với nhau ngày hôm nay chúng ta sẽ ra quán, chúng ta ăn chay để chúng ta thanh lọc cơ thể, để cho ăn uống nó nhẹ nhàng, nó không bị nặng bụng và để cho nó tiêu hóa nhanh để có được cuộc sống lành mạnh vui tươi. Chúng ta cũng có thể nấu một bữa tiệc chay ăn tại nhà và vợ chồng cùng đồng thuận với nhau. Câu chuyện là phải trao đổi để biết được ý nghĩa, lợi ích và giá trị của việc ăn chay. Và một cái việc thứ hai là hiện nay đã có những trường hợp cô vợ ăn chay trường và vẫn hoan hỷ để nấu cho chồng, cho con ăn mặn. Điều đó có xảy ra. Cũng có những trường hợp ông chồng chưa vui, cũng có những trường hợp ông chồng hiểu được vợ mình. Nhưng mà trên tất cả thì mình phải hiểu được rằng đó là mình cứ tôn trọng nếp sống, cái nhìn, cái nghĩ, lối sống của nhau. Nhưng mà rồi qua thời gian á, thì mình mới thấy nó có chuyển biến, nó có đổi thay không. Câu chuyện nó không nằm ở cái chỗ mà ăn chay mới tích đức, còn ăn mặn nó không tích đức là không đúng. Một người ăn chay nhưng mà tự mãn với việc mình ăn chay và cho mình ăn chay là mình hơn người, mình ăn chay là mình tiến xa ở trên cái con đường từ bi, trên con đạo, trên đạo lộ của giác ngộ, rồi từ đó mình nuôi dưỡng cái bản ngã của mình. Mình xem thường những người chưa được ăn chay là đôi khi chính cái đó nó xây dựng lên cái bản ngã và rất làm cản trở cho từ bi, cho giác ngộ, cho trí tuệ của chúng ta. Còn có người ăn mặn nhưng chỉ biết được rằng là đây là những món để nuôi thân, chúng ta đừng quá chú trọng đến vấn đề hưởng thụ. Cũng không phải vì một món ăn nó nóng hay nó nguội mà cầu nhàu với gia đình, cũng không phải vì thiếu món này mà để rồi tiếng to tiếng nhỏ với gia đình. Và chỉ biết được rằng chỉ là 20 phút trong một bữa ăn là nó đủ để nuôi cơ thể. Và ăn xong rồi có được sức khỏe, có được trí tuệ, làm được nhiều điều lợi ích cho tốt đẹp cuộc đời, thì những con người đó rất là tốt chứ. Nói một cách khác là ý thức của con người về việc ăn uống đó là thể hiện cái phẩm chất, chứ không phải cái ăn nó thể hiện phẩm chất.
tất nhiên ăn chay nó sẽ có nhiều cái tố chất của rau củ quả, của những cái chất mà mình tạm gọi là hiền hậu, thì nó giúp cho con người tươi mát hơn và tâm từ bi mở rộng hơn. Nhưng mà người ăn mặn vẫn có đủ khả năng để trở thành một nhân cách lớn nếu biết ý thức về cái ăn và biết xây dựng đời sống gia đình, lấy mình đặt vào trong người, mình là môi trường, mình là cái hoàn cảnh để sống hài hòa thì nó sẽ đẹp hơn.